Thưa các quý vị, các anh chị và các bạn, Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị thực hiện luôn tin tưởng và làm thực hiện theo đường lối lãnh đạo của Đảng. Khi trở về với đời thường, người chiến sĩ cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất cao đẹp anh bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Trong cuộc sống của chúng ta, người cựu chiến binh luôn tiên phong đi đầu để cùng tham gia xây dựng các hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, văn hóa văn nghệ là món ăn tinh thần mà người cựu chiến binh luôn tích cực tham gia. Ngay sau đây, mời các quý vị chúng ta cùng đến với màn nhảy dân vũ với bài hát Chúng tôi là người lính Bác Hồ do tập thể cựu chiến binh trung đoàn 567 biểu diễn. Thank you.
Vâng, vấn đề liên tục chương trình.